sơ rau củ quả thì em bị táo bón. Thời gian lâu em không chữa trị thì em bị đi ngoài ra máu. Thì sau đó thì em bị trĩ nội. Thì em có đi bệnh viện để cắt búi trĩ thì em cũng đã cắt rồi. Thế thời gian sau đó thì em lại thói quen mà thì em lại bị trĩ lại. Thế thì rất là khó chịu. Em được một người bạn ở Hà Nội giới thiệu cho em cái thuốc an trĩ Đức Thịnh. Thế mới đầu em sử dụng 3 hộp thì cái hiện tượng táo bón của em là đã đỡ. Thế em sử dụng thêm 3 hộp nữa thì coi như là cái hiện tượng đi ngoài ra máu của em là hết luôn. Thế thì được dược sĩ tư vấn thì em uống thêm 10 lọ nữa. 10 lọ thì cái hiện tượng coi như là cái búi trĩ của em ấy, thì nó có co lại. Thế là co lại trông thấy luôn đấy. Khoảng bao nhiêu phần trăm hả? Tầm khoảng 60-70%, nói chung là thấy hiệu quả lắm. Thế thì sau đó thì em mới uống thêm. Tức là từ bên nhà thuốc ấy, họ tư vấn thêm cho em là sử dụng thêm 10 lọ nữa. Thế thì em uống 10 lọ. Thế là coi như cái búi trĩ của em bây giờ là nó mất luôn. Nên nói chung là em thấy rất là hiệu quả. Thì chị có dùng thêm các thứ sản phẩm để trong quá trình mà mình ăn uống sinh hoạt không tốt ấy thì mình có thể đề phòng. À thì lúc mà em sử dụng xong rồi ấy, thì bên công ty ấy, có gọi điện tới và tư vấn thêm cho em là uống thêm một cái liệu trình gọi là cái gì tăng cường. Dạ. Thì em cũng đang uống, nói chung là em rất là yên tâm. Trong mình hỏi một câu là nhà mình là có em bé không? Là trẻ con không? Dạ em thì đang còn độc thân. Nhà mình đi chứ không phải là trẻ có cháu thì rất là nhiều. Thì cái sản phẩm của mình thì ngoài chữa cái bệnh trĩ cho người lớn ấy, thì trẻ con sử dụng rất là tốt. À, vậy là anh người lớn thì trẻ con đều sử dụng được. Thì bạn nếu mà nhà chị có em bé thì nên cho bé sử dụng để cho bé dễ đi ngoài hơn. Tức là bây giờ cái sản phẩm này là người lớn và trẻ con uống đều an toàn hết đúng không? Đúng rồi, sản phẩm an trĩ là sản phẩm hoàn toàn là thảo dược, nên là bạn có thể thoải mái sử dụng, không có được phụ. Rất là cảm ơn chị Trân đã chia sẻ nhé. Cảm ơn anh.